Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của anh Nghi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha quý vị. Xin mời quý vị và các bạn mình vào nhà để gặp anh Nghi nha. Đây, mới bước vô thì mình đã gặp cây phong trang. Trang vô kẽm uống rất là đẹp. Ở đầu giống đầu con rồng. Hôm nay anh Nghi mình không có giao lưu với này nha quý vị. Thấy đẹp đẹp mình ghé qua xíu thôi. Hey, nay mình giao lưu tới cục này ha luôn không anh? Cục đó không giao lưu anh. Anh đây bắt đầu từ đây hả? Dạ. Đầu từ đây ha quý vị. Rồi đẹp đẹp không ha. Chào ông chủ nhà. Dạ, em xin chào anh Tấn, chào cô chú anh chị đang xem trên kênh bây giờ. Thì em tên là Nghi, cho địa chỉ của em là xã Hưng Lễ, huyện Hưng Cơm, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay em có về là 10 cây khoai mai, thì trong đó có một số cây tàn. Em có giao lưu cô chú anh chị. Và hình thức của em là bao ship toàn quốc. Và một cây tàn thì em bao ship 200 km hả? Rồi. Rồi, số điện thoại của anh Nghi thì mình để trên tiêu đề nha quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị cảm thấy thích cây nào thì alo anh Nghi ha. Số điện thoại của anh thì mình để trên tiêu đề. Rồi mình vào cây số 1 luôn ha. Rồi cây số 1 mình là mai vàng hay tứ quý vậy anh? Cây số 1 mai vàng không anh? Rồi mai vàng nha quý vị. Rồi mã số 1. Rồi cho chiều cao nó luôn anh Nghi ơi. Rồi chiều cao 1m4 anh. Rồi khoảng 1m4 ha. Rồi để đây quý vị, để trải đều luôn ha. Rồi cho hoành luôn anh. Rồi hoành 32. Rồi 32 hoành. Mình giao lưu cái này nhiêu anh? Rồi cái này giao lưu 1.2 triệu anh. Rồi 1.2 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Mã số 1. Rồi xuống cây. Rồi mã số 2 luôn quý vị ơi. Rồi mã số 2. Rồi cho chiều cao luôn. Rồi chiều cao tới đây là 90. Rồi tới mặt bầu là 90 ha. Dạ. Rồi xe nhẹ dòng đế luôn. Cây này thì bông 5-9 cánh. 5-9 cánh. Rồi rồi hoành 42 yếu 41. Rồi 41. Rồi mình giao lưu nhiêu anh? Rồi cây này 2.3 triệu bao ship toàn quốc anh. Rồi 2.3 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục là cái mã số 3 quý vị ơi. Mã số 3 đây ha. Số 3. Cây này cũng con thuộc về phôi cũng khá to ha. Dạ. Cây này hồi xưa nó nằm trong cái bồn. Bồn rồi. Để nó gầm gơm. Rồi cho chiều cao nó luôn. Chiều cao 50. Rồi cao 50. Nằm bồn ha. Rồi hoành 43. Rồi 43 hoành. Rồi cái nồi gì? Thịt nó tròn tròn hơn. Nồi 86. 86 ha. Có gì? Để gom nơm ha. Yeah. Nhìn đặc không thiếu ha. Rồi cái này mình giao lưu như rồi, anh cái nghe. Này giao lưu 3.2 triệu bao ship toàn quốc anh. Rồi 3.2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số 4 lên luôn. Coi này cũng to nha. Rồi mã số 4 quý vị. Khá là to. Rồi cho chiều cao luôn anh. Rễ thì con thấy cũng đều hết trơn ha. Chiều cao tới cổ là 55. Rồi tới cổ 55. Tới mặt bầu là 77. Rồi vị trí nào đó nó có cái rễ bự đây ha. Dạ nó có cái rễ sớm. Rồi nó hơi cao nên mình cắt nó, cho nó cũ về cho nó đẹp ha. Dạ. Vành trên đây là 44. Đo trên đó 44 quý vị.
sát cũ đó, cũ ở dưới đó là cái 51 luôn ha. Nồi đế, nồi đế 134. Mình giao lưu mã số 4 này nhiêu anh? Rồi cây này giao lưu 3.8 triệu bao ship toàn quốc anh. Rồi xuống cây. Không cục gì. Không cục gì, khó khiên quá ha. Rồi mã số 5. Mã số 5 là một phôi cũng... cao cao đây à, có tay cành luôn. Cái này đế quái à, thuộc đế quái ha. Rồi cho chiều cao lên nghe, chiều cao khoảng 2 mét anh. Rồi khoảng 2 mét nha quý vị, có tay cành luôn ha. Thân lắc nguyên bị bự ha. Đó nghe là 30. Rồi. Cái thân đi, cái thân đi. Ờ trên đó 23. 23. Con bể này cũ luôn ha. Cũ thì thử bao nhiêu ha. Cũ là khoảng 52 ạ. Rồi, cũ khoảng 52 ha. Rồi, em giao lưu nhiêu anh? Cây này em giao lưu 2.2 triệu anh. Đó, 2.2 triệu. Rồi, xuống cây, mã số 5. Rồi mã số 6 mình giờ ra đây cái mình cho nó lên luôn ha, dừng dướng cái ngọn ở trên nha, dướng cái ngọn ở trên. Rồi giờ đem lên bằng quay được rồi đó. À, mã số 6 quý vị ơi, cái bầu thì bứng ở dưới nó hơi bị trong trên nên không có đem lên bằng quay để chứ nha quý vị. Chiều cao nó khoảng 3 mét à. Rồi khoảng 3 mét ha. Rồi có tay cành sẵn luôn nè ha, số tay cành. Rồi cái quành dưới đế nè quý vị ơi, chơi cái quành nó luôn nè. Rồi cây này 31. 31 ha. Dạ. Rồi đi vòng quý vị. Có cái cục u ở đây ha. Đó là có cái rễ cắm xuống. Rồi, trải cũng đều ha. Rồi, cây này giao lưu nhiêu anh? Rồi, cây này 1.7 triệu bao ship toàn quốc anh. Rồi, 1.7 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, qua mét rồi mình giao lưu gì rồi. Ok quá ha. Cái số 6 giờ cây số 7. 7 mình để đó luôn ha. Khỏi dời ha, ha đây đem ra anh. Đem ra. Đem ra ha, mã số 7. Rồi, mã số 7 quý vị. Cây này thì bông sao anh? Bông chùm 5 đến 9 cánh anh. Chùm 5 đến 9 cánh. Mã số 7. Rồi chiều cao 2 cây thước dây. Rồi 3 mét ha. Dạ. Cao 3 mét. Này thì tàn lỡ ha. Tàn lỡ. Rồi tàn lỡ luôn quý vị. 5 đến 9 cánh. Tóc thân mình khoảng nhiêu anh? Cây này thoát thân khoảng 70 anh. Rồi khoảng 70. Rồi quành luôn. Đó trên này đi. Đó trên ha. 32. Đó cái cổ rễ. Đây đó cổ rễ 39 ha. 39. Rồi. Quành 32, cổ rễ 39. Anh đi vòng quý vị. Cổ rễ ha. Đế nào. À, cây này giao luôn nhiêu anh? Rồi cây này 3.5 triệu em bao ship 200 km anh. Rồi 3.5 triệu bao ship 200 km. Cây mã số 7 nha quý vị. Rồi số 8 à, số 8 ở trong đây. 8 nhân 3 ha. Rồi cho thông số em nói luôn.
cạnh 3 là 57. 57. Tới góc là 90. Cốt trực anh. Cốt trực là tới mặt bầu là 47. Rồi, 47 ha, hoành luôn. Hoành 39. Rồi, củ nở ghê ha. Củ giờ không biết sao đo. Nó kéo thì chạy lên. 43 kéo lên chạy. Rồi. Cây này có bông thân. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi cái này 6 triệu bao ship toàn quốc anh. Rồi. 6 triệu bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 9. Lùng lực con sai luôn. Cái này là cái này vô hại bonsai. Tay cành có luôn. Rồi, cho chiều cao luôn. Chiều cao tới cổ rễ là 45. 45 ha. Cái này có cái cục u những cái ngay đây là 60. 60 ha. Dạ. Cái này có cái cục giống như cục bú gì đó vậy ha. Bú. Bị bệnh này có bú. Này bị bú. Đây nữa mà. Rồi cho cái hoành luôn anh. Đế nôm đặc ha. Để to ha. Hoành 35 yếu 34. Rồi. Để bự bự ha, để nôm đều ha. Tại cành có sẵn luôn, có bị bú luôn. Ngày xưa trong chậu. Rồi cái này giao lưu như anh nghe. Rồi cái này em giao lưu 6 triệu rưỡi bao ship toàn quốc anh. Rồi 6 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Rồi mình ra phía sau ha. Mày tàn đi. Rồi mã số 10 đây quý vị. Là một cây mai tàn ha. Bông nó sao anh? Cái này em chưa thấy bông anh. Nhưng mà cái này khoảng chừng 5 ngày nữa có bông à. 5 ngày nữa có bông, chưa thấy mặt bông. Rồi. Khá là cao ha. Rồi, cao nhiêu, khoảng nhiêu anh? Đó là một thước dây. Chắc 3 thước dây quá anh. Chắc 3 thước dây là 4 mét rưỡi. Rồi, tán ngang nó. Anh giang tay ra thử coi. Khá là rộng ha. Kéo ngang ha, còn cái tàn nguyên thủy nó hiện tại bây giờ mình tính khoảng 3 mét mấy đi ha. Tại vì tàn này do những tàn nó hướng lên. À, thốc thân nó khoảng nhiêu anh? Cái này thốc thân 47 anh. Rồi, thốc thân 47. Ba tám, nhánh thấp nhất 38. Rồi. Cành tàn ở trên đây quý vị ơi. Đó. Còn gió có trên cao nữa nha quý vị. Một gốc ha. Nổi luôn. Nổi luôn. Cứng quá. Cây này thì có cái nhánh ốp bên đây ha. Cái nhánh này là sau này mình muốn cảo ra cũng được mà cắt bỏ cũng được nữa. Cái này là anh chừa trừ heo. Chừa trừ heo. À, tại vì bên đây nó cũng có cái nhánh anh bên đây rồi. Dạ, hai cái nhánh hai bên rồi. Nên mình bỏ cũng được mà cảo ra cũng được. Kéo ra cũng được. Dạ, để tùy người chơi sử dụng. Thì mặt bên đây là thấy đủ hết trơn rồi. Đó thì nó cũng dư. Kéo ra thì nó đẹp hơn ha. Kéo ra nó đẹp hơn quý vị. Nghi để dành cho quý vị đem về nhà quý vị kéo ha. Tự tay mình chỉnh sửa. Mình mới thấy có cái niềm vui ha. Cái hứng thú ha. Thú vị ha. Trên cạnh thì bự bự không ha. 80-80 ạ. Rồi cho cái vành luôn. Vành ở đây đi. Rồi đó đó đi. 55 ha. 55. Giờ đo sát đo cổ thử coi. Đo cổ thử nhiều hả? 65. Cổ 65. Cái này đó nằm tại nằm cặp mé ao quá, cho nên nó hơi lắc xíu, nó hơi đế nó hơi nghiêng chút. Còn nào nó hết hồn ha. Dạ. Đều ha. Đều. To. Nó muốn bằng cổ tay em ạ. À. Không có thiếu mặt nào ha, mặt nào cũng có hết trơn ha. Nó chỉ có hơi nghiêng thôi. Nghiêng mình xíu. Mình thấp bên cao. Thì sẽ sát mấy mương ha. Dạ. Chắc là bên kia có là cũng hay lắm rồi đó ha.
đáng lẽ bên đây là nó bóp vô á, mà bên đây à, bên đây có, nó là bình thường sắc bự, thường 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 bên đây nó sẽ không có. Dạ. Mà cây mình ở đây mình có ba rễ bự luôn ha. Dạ. Để to to không? À, cây này mình cho luôn nhiêu nghe? Rồi cây này em vô luôn 19 triệu, em bao ship 200 km anh. Rồi 19 triệu nha quý vị, vậy bao ship 200 km. À, cây này cũng là cây cuối ra của clip mình ha. Dạ. Thôi bây giờ mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi, thì trong quá trình xem quý vị cảm thấy thích cây nào thì alo cho Nghi ha. Rồi quý vị nào xem mà chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.